khách hàng có dấu hiệu bị chuột vào làm tổ và phá máy. Hiện tại tình trạng máy chụp x-quang của khách hàng hiện tại không lên nguồn được, thì nhân tiện video này thì em sẽ hướng dẫn các anh chị luôn cách nhận biết, phòng tránh và xử lý khi mà chuột vào làm tổ bên trong máy. Vậy tại sao chuột lại thích làm tổ trong máy pha cà phê? Thông thường máy pha cà phê là nơi ấm áp để cho chuột và các loài gặm nhấm vào làm tổ, đặc biệt là vào mùa đông, mùa thu và mùa xuân. Chuột cần tìm một nơi tránh rét để trong những cái ngày thời tiết trở lại như vậy. Và chuột chui vào những cái ngách nào thì mời anh chị có thể tiến lại gần đây để chỉ cho anh chị xem chuột có thể chui vào những ngách như thế nào ạ. Và sau đây là các vị trí mà chuột bọ hay chui vào máy pha cà phê. Đầu tiên đó là họng pha cà phê. Các anh chị có thể thấy là cái họng pha cà phê được bon như thế này nhưng mà vẫn còn hai cái lỗ khiến cho chuột có thể chui vào, hai lỗ hai bên này. Chỗ này thì chuột to không thể chui vào được nhưng mà chuột nhỏ thì có thể chui vào được, với cái đường kính khoảng 3 cm thì vẫn có thể chui vào bình thường anh chị ạ. Tiếp theo là chuột sẽ vào ở phần vị trí nến nước sôi. Thì anh chị có thể thấy là ở vị trí nến nước sôi này thì có khoét một cái lỗ đường kính là 5 cm, thì rất dễ cho chuột có thể đi vào ở các vị trí này. Đây vị trí nến nước sôi đây. Tiếp tới nữa là vị trí của vòi đánh sữa. Anh chị có thể thấy một cái lỗ đường kính là 5 cm, và tương tự như bên vòi nước sôi thì cái vị trí này thì nó cũng sẽ rất dễ để chuột có thể đi vào ở vị trí này. Ở đây anh chị có thể thấy này. Vị trí tiếp theo là vị trí ở phía dưới gầm máy. Ở đây các chị có thể thấy là nhà sản xuất họ có khoét cho mình cái lỗ vuông để mình đi cái đường dây thải, nhưng mà vô hình chung đã làm cho chuột dễ tiếp cận hơn từ phía dưới đáy máy, vị trí mà thấp nhất chuột dễ vào nhất. Ở đây anh chị cần lưu ý ở những cái vị trí như này, tại vì vị trí này nó sẽ thông hết được vào trong khoang máy của mình luôn. Vậy làm sao để có thể nhận biết được chuột đã vào máy hay chưa? Bây giờ em sẽ tiến hành hướng dẫn các anh chị cách kiểm tra để xem là máy đã bị chuột vào hay chưa nhé. Đầu tiên anh chị có thể kiểm tra cái khay thải. Anh chị nhấc khay thải ra thì cái máy như cái Cobra thì sẽ nhìn thấy luôn cái phần gầm máy ở phía trong luôn. Khi mở khay thải của máy ra thì anh chị để ý ở xung quanh máy nó sẽ có những cái vết ố vàng này. Đây là do chuột nó đái lên trên cái bề mặt kim loại. Nước đái chuột nó sẽ có tính axit ăn mòn, nó sẽ làm thay đổi cái hoạt tính của kim loại. Thứ hai là anh chị có thể để ý này, nếu mà chuột đã làm tổ thì chắc chắn chuột nó sẽ ị ra sản máy luôn. Thì đây anh chị có thể thấy đây là một cục phân chuột này. Thì anh chị có thể để ý thấy bên này thì sẽ có những cái vết ố vàng. Đây, vết ố vàng đặc trưng khi mà chuột đã sinh hoạt ở trong này. Mình có thể nhìn thấy xung quanh máy luôn. Ở trong đây là cái điều kiện quay thì em sẽ chỉ cho anh chị luôn cái mà nhìn thấy dễ nhất. Việc chuột vào phá máy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động kinh doanh của quán, không có máy để phục vụ khách hàng, làm giảm cái nguồn doanh thu của khách hàng. Thứ hai, khi chuột vào phá máy cắn dây thì vô hình chung sẽ làm cho các đường điện 220V nó xông thẳng trực tiếp ra vỏ máy, vì vỏ máy pha là bằng inox mà dây điện bị cắn nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với vỏ mặt của inox này và sẽ tiếp xúc trực tiếp với cả cái người sử dụng, xông điện trực tiếp ra cho con người, gây nguy hiểm đến tính mạng. Và phần nữa là lớp đáy chuột có tính axit, nó sẽ ăn mòn toàn bộ cái phần kim loại mà lớp đáy chuột tiếp xúc, làm hư hao tài sản của mình dần dần, khiến cho khung gầm máy bị mọt. Cái phần khung gầm máy đó là tài sản của mình nó sẽ bị mất rất là nhanh. Thì trong quá trình mà mình sử dụng thì các anh chị lưu ý là tuyệt đối là không được để chuột vào phá máy, và nếu mà đã phá rồi thì phải tiến hành xử lý ngay lập tức bằng cách tắt nguồn điện. Vậy có cách nào để phòng tránh chuột và làm giảm cái nguy cơ mà thiệt hại trong tài sản cho máy? Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị. Đầu tiên là các cái vị trí lỗ hổng như thế này, anh chị có thể dùng các búi như kiểu cái cọ xoong inox mà mình hay dùng để cái cọ xoong nồi, thì mình nhét ở các vị trí xung quanh này, và anh chị lấy cái keo silicone và anh chị bắn lên trên phía trên cái keo đó, tạo một cái lớp mà dính để cho chuột không thể đẩy được cái miếng cọ xoong vào phía trong. Đồng thời ở chỗ các vị trí ví dụ như là cái vòi đánh sữa này thì anh chị có thể dùng một tấm lưới lỗ nhỏ, cắt một lỗ tròn vừa khít với cả cái đường của bao của cái ống vòi đánh sữa, và anh chị bắn keo silicone phía xung quanh
bề mặt của cái tấm lỗ đặt trên bề mặt của cái tấm inox này. Tương tự nào như vậy bên phải. Vậy em xin tổng kết lại những cái điều lưu ý khi mà mình bị chuột cắn vào máy. Thì chuột cắn vào máy thì sẽ gây nguy hiểm cho người sử dụng, và thứ hai là cho hoạt động của khóa bị đình trệ, làm dẫn đến khô. Thì trong quá trình sử dụng máy, anh chị phải hết sức lưu ý là tự ý các biện pháp phòng tránh. Mọi thắc mắc mà anh chị cần hỗ trợ tiếp thông tin về máy, các sản phẩm dịch vụ bảo hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy, cũng như là các hỗ trợ về các máy móc và sản phẩm mà anh chị đang gặp sự cố, anh chị liên hệ số hotline của em là 0979 755 388, tại Hà Nội là số 2 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên, cầu Giấy, Hà Nội, và Hồ Chí Minh là số 95 đường 33 phường Tân Kiểm, quận 7. Xin cảm ơn.